À, vợ nó vừa đen mà vừa xấu mà tóc tai nó ghê lắm. Đàn ông gì đâu mà dáng đi như con gái á. Chào hai em. Dạ, dạ. Em xin chào chị Hồng Quân, anh Quốc Thuận cùng toàn thể khán giả đang có mặt ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Châu Hoài. Em năm nay 22 tuổi, em đến từ Kiên Giang. Và hiện công việc hiện tại là em làm bảo trì điện ở trên một công ty ở Bình Dương chị. Còn xin em... chào chị Hồng Vân và anh Quốc Hận và các vị quý vị khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thị Tươi, năm nay em 22 tuổi. Em cũng đến từ Kiên Giang và bây giờ em đang làm việc tại Bình Dương. Em có phải là người Chăm hay là người Khmer? Khmer không? Khmer. Em là người Khmer vậy. Hai em là ở cùng ở Kiên Giang. Dạ, cùng đúng ở Kiên Giang. Vậy chắc có lẽ là quen nhau từ thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Dạ. Em với vợ em thì quen nhau cũng tầm năm 2012, lúc đó còn đang học sinh á chị. Cũng biết nhau qua tin nhắn điện thoại. Ban đầu thì cũng bị chửi nhiều lắm. Dạ. Ủa em, mỗi lần vợ em chửi sao em? Chửi bằng tiếng Khmer hay tiếng Kinh? Ban đầu là nhắn tin thì điện thoại thì không có hỗ trợ tiếng Khmer. Nên cứ chửi tiếng Kinh vậy thôi chứ không có chửi tiếng Khmer. Rồi bao lâu thì tụi em mới gặp nhau ở ngoài? Lúc ban đầu nhắn tin qua điện thoại thì em cũng không biết mặt. Nhưng mà không hiểu nhắn tin sau cái nói thương vợ luôn. Trời ơi. Cái lúc có cái dịp lễ ở chùa, hai đứa đi cái hẹn gặp. Vợ em nó đứng chờ ở trên đó. Cái em cũng lên trên đó. Em lên mà em không có nhận ra vợ em. Tại vì nó vỡ mộng sao á mà. Sao vậy? Lúc đó vợ em nó vừa đen mà vừa xấu mà tóc tai nó ghê lắm. Trời ơi, ta vừa đen vừa xấu rồi tóc tai sao? Tóc tai là lúc đó tóc quấn mà cái gọi là quấn bẩm sinh á chị. Còn em sao? Cái lần đầu tiên em gặp ông này làm sao? Em thấy ông đó đẹp trai không? Xấu lắm anh, không có đẹp trai như bây giờ. Ốm rồi, mặc đồ thì xề xòa, không có gọn gàng. Sau khi em quen một thời gian thì em kêu anh thay đổi cách mặc đồ lại đi. Dáng đi cũng vậy. Đàn ông gì đâu mà dáng đi như con gái á. Dáng đi ẻo lả đó hả? Dạ dạ. Cái cặp này vui quá, gặp mà... hai người gặp nhau đều thích giọng được nhau. Rồi bao lâu thì các em mới dần dần như là thích nhau và quen nhau? Khoảng thời gian nó thích nhau thì chắc cũng lâu, tại vì lúc mà em gặp vợ em xong cái em về em suy nghĩ lại cái cuộc tình này có nên tiếp tục hay không. Mình lỡ mình nói yêu người ta rồi thôi kệ, trách nhiệm với lời nói thôi. Cứ yêu đại đi, cứ yêu suốt tới khoảng 5 năm trời. Vậy hả? Thời gian bao lâu thì em bắt đầu là cảm thấy là em thực sự là em yêu vợ em? Trong thời gian cũng ngắn lắm chị, khoảng 2 tháng. Lần thứ hai gặp mặt là em đã thấy khác rồi, đã biết make up đẹp hơn nhiều rồi, trắng rồi tóc tai gọn gàng, mặc đồ cũng gọn gàng, nhìn đẹp lịch sự. Bây giờ nè, em nhận xét đi cái thời gian đó. Dạ. Với bây giờ thì là lúc nào đẹp hơn? Dạ, bây giờ đẹp hơn rất nhiều. Dạ. Giờ đẹp hơn rất nhiều. Dạ. Rồi lần đầu tiên em nắm tay vợ em, hôn vợ em là sau đó mấy tháng? Lần gặp thứ hai thì lúc đó mà quen nhau cũng lâu rồi, khoảng 5-6 tháng gì rồi. Cái em cũng nói với vợ em là anh gặp thì anh xin hôn một cái. Nhưng mà cái lúc mà anh xin anh hôn em, anh lúc đó em thấy làm sao? Em anh run lắm, anh nhát lắm. Gặp mặt xong rồi anh không dám nắm tay. Em thấy vậy em mới chủ động nắm tay. Xong anh lại nói là em ơi, lần đầu tiên anh nắm tay con gái đó, anh làm như là nắm tay có bầu không bằng. Rồi sau đó làm sao, có hôn không? Đi dạo lòng vòng xong một hồi gần về, cái anh mới nói em cho anh hôn một cái nha. Cái em mới chần chừ, anh nói rồi hôn một cái xong rồi anh đưa em về. Về xong rồi anh mới nhắn tin cho em, nói em ơi anh không muốn rửa mặt luôn á. Em hỏi ủa sao vậy? Anh sợ trôi cái nụ hôn của em. Trời ơi. Rồi trong cái thời gian yêu nhau như vậy thì nó có những cái sóng gió gì không? Dạ có anh. Ảnh lúc quen lắm lại là giống như là em bị gò bó vì mọi thứ, giống như là ảnh ghen dữ lắm. Đi chơi á, ra ngoài á, mặc hả đồ hở hang một chút lại không cho. Em mặc áo khoác mặc quần dài vô đi mới cho ra. Thậm chí có khi là nói chuyện điện thoại với ảnh điện cho em mà thấy cuộc gọi chờ. Xong rồi em mà không điện đi á, một tí em mà điện đi hỏi em nói chuyện với ai vậy? Bạn của em trai hay gái vậy? Ảnh ghen cực kỳ ghen. Cái đó là ghen tuông thôi. Còn có lúc nào mà tụi em cảm thấy là sẽ phải xa nhau không? Có gì, lúc đó là em quen vợ em được khoảng 1 năm. Trước đó em đã nói trước với vợ em rồi. Năm sau anh đi xuất gia. Xuất gia để làm gì? Là... Dạ, nếu theo người Khmer thì xuất gia để báo hiếu cho cha mẹ. Nhưng mà nếu mà xuất gia thì làm sao mà cưới nhau được? Dạ, xuất gia cái em hoàng tục ra mới cưới vậy. Ủa nhưng mà lý do gì em lại hoàng tục? Lúc đó là em vừa xuất gia, cái em vừa đi học. Xuất gia khoảng 3 năm sau. Đó em đang học ở trường nghề. Trong trường bảo là giờ em phải hoàng tục ra để em đi làm.
em phải đi thực tập tốt nghiệp em mới ra trường được, chứ em cứ vậy em không có ra trường được. Cái cũng bắt buộc em phải phải ra. Mà còn em thì sao, lúc mà chồng đi xuất gia thì em sao? Lúc đó buồn lắm chị, giống như là không sao đâu em, cứ chia sẻ. Lúc đó nó rất là buồn, giống như là lúc còn đi học thì ảnh đưa rước em đi, còn tới khi mà ảnh đi xuất gia thì là lúc đó là tự bắt xe buýt đi. Trong thời gian chờ xe buýt nó giống như là mình gợi nhớ lại những kỷ niệm mà lúc ảnh đưa rước mình đi á, rất là buồn, thậm chí còn muốn khóc luôn á. Nhưng mà cái cảm giác lúc mà em thấy ảnh xuống tóc á, em còn nhớ lúc đó là đang cạo tóc thì ông sư đó cạo đứt trên da đầu, có chảy máu, rất lúc đó rất là xót luôn. Nhưng mà anh đang không hiểu là nếu như đã xuất gia thì phải chia tay chứ. Dạ đúng rồi, cái khoảng thời gian đó là hai đứa chia tay. Anh bây giờ anh đi xuất gia, cái nếu mà em chờ được thì em chờ, còn em chờ không được thì em có thể quen người khác. Mà trong thời gian ảnh xuất gia thì ở ngoài em cũng thử quen vài người, nhưng mà trong thời gian tìm hiểu thì em thấy không ai giống như ảnh hết. Nên em vẫn quyết định em chờ. Vẫn chờ anh. Dạ. Em hoàn tục xong rồi mới tốt nghiệp. Tốt nghiệp xong em mới hỏi địa chỉ của vợ em, cái em lên Bình Dương để thăm vợ. Nhưng mà lúc đó vợ em chưa có biết em hoàn tục đâu. Lúc đó chỉ có mẹ vợ em biết thôi. Em cũng nói với mẹ là thôi mẹ đừng báo để em dành cho vợ bất em ngờ. Sẽ bất ngờ. Dạ. Rồi xong lúc em về rồi, em thấy chồng mà, em vậy sao? Lúc bất ngờ luôn chị, xong thấy ảnh xong rồi cái tự nhiên em khóc luôn. Tóm lại là quá bất ngờ. Xong rồi đứng giống như đơ luôn á. Bị đứng hình đó đúng không? Dạ bị đứng hình luôn á. Xong cái tự nhiên không biết sao em lại lúc đó lại khóc nữa, giống như là cái cảm xúc nó dâng trào quá bất ngờ. Sau cái lần đó là hai người tiếp tục yêu nhau một năm nữa. Dạ. Rồi lúc đó là trong một năm đó thì có làm điều gì mà trái với luân thường đạo lý không? Dạ không chị. Giữ cho nhau đúng không? Hai em quen nhau là cái chuyện mà ăn cơm trước kẹn á, là hai em rất là nghiêm túc trong cái chuyện đó. Tại vì hai bên gia đình rất tin tưởng hai đứa. Là giữ cho tới ngày đêm tân hôn đúng không? Dạ. Như vậy là chắc chắn rằng là hai em đêm tân hôn chắc vui lắm. Dạ không anh, đêm tân hôn của em tới tận 10 ngày sau là ảnh thì nhát lắm chị. Em nếu như mà em không mở lời thì ảnh lại không dám đâu. Ồ chị hả? Với lại đêm tân hôn ảnh lúng túng lắm, lần đầu tiên ảnh lúng túng lắm. Nhưng mà có thành công không? Dạ có chị. Thầy hay quá thầy. Thành công được rồi. Trời ơi, vậy là thầy quá hay luôn đó. Mà Châu Hoài có thể chia sẻ cái cảm xúc của em cái lúc mà cái lần đầu mà em được coi như là gần với vợ mình. Dạ lúc ban đầu thì cảm giác thì nó vui lắm, tim nó đập thình thịch đúng lại là một khoảng thời gian lâu mới quen được. Cảm xúc thì em cũng có gì cho mấy, chỉ là sợ thôi. Cảm giác là sau đêm thứ 10 là hết sợ rồi đúng không? Dạ đêm thứ 10 hết sợ. Bây giờ là các em là cưới nhau bao lâu rồi? Dạ cưới gần 2 năm. Hai năm. Ủa các em có em bé chưa? Dạ chưa. Rồi trong 2 năm qua anh thấy rằng là Châu Hoài nó như chắc có lẽ là một người hiền lành, chắc ít có tật xấu lắm đúng không? Có thì cũng có nhưng mà ít nữa. Tật xấu của ảnh là ảnh không biết lãng mạn. Em nhớ có lần đợt đó 8 tháng 3 hay 20 tháng 10 gì đó, em nói anh ơi bữa nay lễ đó. Anh mới nói là lễ rồi sao em? Xong cái em buồn xong ảnh dắt xe ảnh đi mua cái con gấu bông bự quăng cho mặt em cái đùng giống như là quà tặng vậy đó. Giống như dằn mặt vậy đó. Giống vậy đó. Rồi không lãng mạn một tập. Không lãng mạn. Còn cái gì nữa nè? Ảnh lười. Lười gì? Ngày lễ này nọ nói anh ơi rước em đi chơi, nói thôi đi chơi vậy em ngủ đi, nay làm gì mệt ngủ đi. Nhưng mà trong cái vụ kia có lười không? Dạ không. Rồi ta lắc đầu là không rồi còn hỏi. Rồi bây giờ tới em đó Châu Hoài. Vợ em thì tật xấu thì cũng không có nhiều gì mấy đâu, chủ yếu là lười bấm điện thoại xuyên suốt, cứ cầm điện thoại suốt. Em kêu đi tắm đi, không tắm là nhất quyết không tắm. Rồi lười đồ thì em toàn em giặt hết. Giặt tay hả? Dạ giặt tay em. Trời giặt hết. Tại vì công việc của em á, em vừa làm công ty lại vừa bán hàng online á. Nên về nhà thì chỉ có ít thời gian để mình online với nhóm thôi. Nên cứ ôm cái điện thoại. Ôm điện thoại là vậy. Dạ. Thôi bây giờ nhân đây thì mong muốn vợ thay đổi điều gì không gọi? Dạ em cũng muốn vợ em phụ giúp em một số việc gia đình vậy thôi, chứ em biết là bán hàng online nhưng mà tối thì cứ ôm khư điện thoại 10 giờ rồi vẫn không chịu ngủ. Vợ em cứ bấm điện thoại thì em đâu dám tắt đèn, sợ nó ảnh hưởng tới con mắt. Đó. Nên em đâu có dám tắt đèn. Thấy thương không? Đó. Hiểu cái chưa? Cái chi tiết đó là chi tiết mà gọi là đắt nhất trong cái hay mong không? Muốn thay đổi của chồng. Đó. Rồi đêm nay nhớ tắt đèn sớm nha em. Đó. em thì em mong muốn cho Hoài thay đổi điều gì? Dạ em thì mong muốn chồng em thì lãng mạn chút xíu, bớt mê ngủ lại và có thời gian rảnh thì chở em đi chơi nhiều hơn. Thấy chưa? Nghe ông phải lãng mạn chút xíu đi thì tôi sẽ tắt đèn sớm hơn. hai chồng chưa có con nè. Nói chung là hai bạn này đang trong cái thời kỳ mà gọi là bù đắp lại cho 3 năm
anh xuất gia. Đang rất là son, đang tận hưởng đi, cố gắng hết sức tạo những sự lãng mạn nhất có thể. Trước khi các bạn thể hiện cái cử chỉ lãng mạn với nhau, anh xin chúc cho vợ chồng của em ha, sang năm sau sẽ đậu ha. Đậu gì? Đậu thai. Và chúc cho một em bé tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của hai vợ chồng em. Rồi ông lãng mạn đi em ơi. Đó. Ông làm chuyện gì lãng mạn với vợ ông đi. Hai đứa đứng lên đi. Đó. Em biết. Thôi cho tôi mới chịu. Bà nhìn để tao làm đi. Trời. Thôi bao nhiêu là đủ rồi. Và cứ thế nha, hãy nắm chặt tay nhau đi đến hết cuộc đời này. À, đây là cô dâu đang có em bé đúng không? Đúng rồi. Còn cô dâu kia là đã có em bé. Dạ. Bây giờ em xin giới thiệu với chị, đây là một cặp đôi mà Quốc Thuận đã từng đến gõ cửa thăm nhà rồi. Một người em với một ý chí, với một nghị lực sống rất là phi thường. Và một người mà truyền cảm hứng cho rất nhiều các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn Gen Z. Cùng hỏi với em luôn á chị. Vậy hả? Vậy hả? Có cùng quê không? Dạ không. Vậy hả? Bây giờ mời chào em. Mời hai vợ chồng giới thiệu cho chị Vân đi, cũng như khán giả chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son ạ. Em xin được giới thiệu, em là Tô Đình Khánh. Em năm nay 30 tuổi, hiện tại đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của Khánh là bán hàng online. Dạ, hiện tại em đang kinh doanh online ạ. Vậy hả? Trời ơi. Khánh ơi, từ bữa giờ thì có làm thêm công việc gì nữa không Khánh? Hiện tại thì em vẫn tập trung là bán hàng online thôi ạ. Nhưng mà cái hàng của mình là chuyên về em sản phẩm làm gì? Về thời trang và một mảng thực phẩm, mấy cái hàng nhập khẩu ấy ạ. Rồi, mời cưng. Dạ. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Ông Vân. Em tên là Trần Thị Thương. Em năm nay 26 tuổi. Em quê ở Bình Định ạ. Ở Bình Định hả? Dạ. Theo chồng vào Sài Gòn lâu chưa? Dạ, em mới đây ạ. À, tức là mới vô, chứ đâu phải là bạn này làm ở Sài Gòn rồi gặp nhau đúng không? Dạ không ạ. Mà là lấy chồng xong rồi theo chồng đó đúng không? Dạ. Hôm trước em đến em gõ cửa đó, thì đang là ở chung thôi, với lại qua thăm thôi. Còn sau khi em gõ cửa xong rồi thì hai đứa nó, hai em nó mới mời em đi ăn đám cưới. Vậy á. Nhờ ông mụ tới nhà mà tụi nó có duyên, có nghĩa là quyết định cái đám cưới luôn. Là quyết định đám cưới luôn. Rồi hình như là bữa nay là cái đầm lùm xùm vậy là có tin vui luôn. Trời ơi. Chắc tôi phải mời ông tới gõ cửa thăm nhà. Em giúp cái mà. Tôi mà trời ơi, tôi mà giờ có em bé là chấn động luôn á, ghi một kỷ lục Guinness đó. Ê, biết đâu có rồi sao giờ. Chị đã sẵn sàng chưa? Mày nuôi nha. Tao giờ hết sức rồi. Rồi, chị biết không, mặc dù là vậy nghe, nhưng mà không, bây giờ trước khi mình vô cái câu chuyện chính thì cho anh chia sẻ thêm chút xíu. Chị thấy vậy thôi nghe, mặc dù Khánh á là không có đôi chân, nhưng mà em đó nghe, có thể nói là một số cái em hơn Khánh, nhưng có một cái mà em thua bạn Khánh này là chị biết là cái gì không? Gì? Hít đất. Hay vậy chứ hít đất hả? Trời ơi, siêu vô địch luôn đó nghe. Hít đất bằng đôi tay, em hít đất là thua luôn. Rồi. Là hình như em chả biết hít đất hay sao á. Thả giỡn hoài, biết chứ. Biết không? Làm gì không biết. Biết không biết hả? Trời, hít đất dễ ẹt, làm gì không biết. Vậy nhưng hả? Mà bữa đó em hít có 3 cái à. Còn Khánh hít tới 30 cái là. Ý chưa. Trời ơi. Rồi bây giờ nè, trong chương trình gõ cửa thăm nhà thì không có hỏi nhiều về cái câu chuyện tình yêu, cũng như là cái câu chuyện mà làm sao các bạn gặp nhau, các bạn yêu thương nhau và kết hôn với nhau. Thì bây giờ mình tới chương trình Vợ Chồng Son rồi thì mình sẽ khai thác rất nhiều những câu chuyện về tình yêu của hai bạn. Thôi bây giờ hai đứa kể cho anh nghe đi, làm sao mà hai đứa gặp nhau. Trời ơi, em đã nghe rồi, bây giờ phải để kể cho chị nghe. Chị không, em chưa nghe luôn. Đã... ủa trời, không, chứ bữa đó em không có tâm sự luôn á hả? Không, bữa đó là hỏi về cái chuyện khác. Vậy hả? Cho nên là hai đứa là phải kể về cái cơ duyên nào mà gặp nhau á, đúng không? Bữa đó không dám, bữa đó e thẹn lắm, không có dám gặp em. Mới núp mà sao nhà không à. Vậy hả? Bữa nay mới thanh thiên bạch nhật đúng không? Danh chánh ngôn thuận đó chị. Rồi giờ gặp kể nhau sao nè? Thì cơ duyên thì em gặp vợ em năm 2022 á. Đầu năm tháng 3 á. Mới đây hả? Dạ, tháng 3 2022 ạ. 2022 là mới đây ha. Dạ, thì vợ em mới lúc đó là em cũng mới chia tay mối tình mà em cũng tìm hiểu thì do là không có đến được với nhau thì lúc đó em cũng trong cái khoảng thời gian mình cô đơn rồi cũng có một chút tổn thương trong chuyện tình cảm. Thì khi đó là tháng 3 năm 2022 thì vô tình em check trong cái tin nhắn chờ của Facebook thì em thấy
một đoạn tin nhắn rất là dài của một bạn nữ gửi cho em. Xong rồi em bấm đọc. Em đọc thì em thấy là một cái dòng tin nhắn mà bạn ấy gửi cho em thì em thấy rất là xúc động. Thì bạn có chia sẻ là, vợ em có chia sẻ là em đã biết anh cách đây từ năm 2019 rồi. Nhưng mà do là cứ theo dõi em, nhưng mà trong một lần tình cờ đang lướt Facebook á, thì lúc đó vợ em đang làm việc tại Nhật. Năm 2018-19 thì vợ em đang ở Nhật. Thì đang trong lúc rửa chén, ăn cơm xong rửa chén thì lướt điện thoại, thì vô tình thấy một cái đoạn video clip của em mà đang được một người bạn cõng á. Bạn em cõng đi chơi đó. Thì bạn ấy tò mò. Vợ em mới tò mò là sao anh này không có chân, vậy sao anh có thể sống được. Rồi nếu như anh ấy sống thì anh sẽ cuộc sống sau này anh như thế nào. Rồi nếu có vợ có người yêu thì không biết sẽ như thế nào ấy. Rồi bây giờ mình hỏi luôn đi. Rồi bây giờ anh hỏi vợ luôn nè. Đó, cái lúc đó thì em chia sẻ cụ thể đi. Lúc đó là em suy nghĩ gì nè. Rồi em lý do gì em lại viết thư chẳng. Dạ. Thì lúc mà em đang gặp được ảnh cơ duyên đó là em đang là thực tập sinh. Em đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản. Thì vô tình cũng là nhờ Facebook đưa em tới một đoạn clip của chồng của em. Lúc đó là ảnh vừa mới bị mất đi đôi chân của mình. Là thì do em mất đôi chân là do em bị tai nạn? Em bị một căn bệnh ạ. Tháng 4 2018 em bị tắc mạch máu, thế là phải cưa đôi chân. Xong rồi em nhìn cho nó thì bảo là một chàng trai trong cái tuổi thanh niên rồi mất đi đôi chân. Em chỉ là quay chứ không có nói nhiều về ảnh. Cũng không có, em cũng chưa biết tên hay tuổi hay là quê quán của ảnh. Và vô tình mình lướt trên đó, nó báo nó có một chương trình nào đó đăng về chàng trai đó. Và lúc đó em thấy chồng em thì khuôn mặt tiều tụy lắm. Khuôn mặt lúc đó kiểu chắc là vừa mới bị thôi. Thì em cảm thấy là lúc đó mình trong khoảng thời gian đó em đi làm thì cũng một mình ở bên xứ người thôi. Thì mình cảm thấy mình cũng là thanh niên ở tuổi này mà mình bị như vậy thì mình cái cuộc sống của mình như thế nào và mình phải vượt qua nó như thế nào. Mình có rất là nhiều, mình như thế này mà mình có rất là nhiều cái áp lực, cái mệt mỏi, cái sự cô đơn nữa. Như chồng em thì với lại lúc đó em cũng ở trong tình trạng là cô đơn. Thì mình nghĩ là như mình thì có thể vượt qua sự cô đơn đó, nhưng mà người như thế rồi người ta có một người nào đồng hành cùng hay không, thì hay là người ta chịu cô đơn như vậy thôi. Em tò mò, nhưng mà kiểu là trời không có xe nhiều, đỡ em tìm hiểu thêm. Vậy là vô tình em bị mất cái thông tin về anh chồng của em. Tới 2022, 4 năm sau em mới gặp lại anh. Vô tình biết lại thông tin của anh. Vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà như vậy thì để cho chị hỏi xíu là cái lúc mà em viết tin nhắn cho anh á, thì là sau đó là em có trả lời với bạn đúng không? Dạ đúng ạ. Em trả lời rồi tụi em tin qua tin lại như vậy được bao lâu thì bị mất liên lạc? Không. 4 năm liền là em bị mất liên lạc, chưa có nhắn tin, chưa hề hỏi han. Chỉ mới có ngưỡng mộ trên đấy là trong thâm tâm là hình ảnh của chồng của em là xuất hiện trong đầu của em. Là từ cái clip đó em bắt gặp cái hình ảnh của chồng, khuôn mặt của chồng em thôi. Là suốt 4 năm đó là nhiều lúc em cứ thỉnh thoảng dù vô tình em lại nhớ về cái hình ảnh đó, không biết vì lý do gì. Hay ủa là... chứ cái tin nhắn đó là sao? Là đến 2022 mới vô tin nhắn chờ. Vậy đó hả? 4 năm sau em mới gặp lại ảnh cộng trên Facebook. Có nghĩa là gặp trên Facebook thôi. Tức là coi như em gặp lại trên Facebook rồi bắt đầu em nhắn cái tin đó. Dạ đúng rồi. Là lúc đó em vẫn còn ở bên Nhật Bản. Vậy đó. Là em là làm một lần luôn là 5 năm ở bên Nhật Bản, chưa về Việt Nam lần nào. Rồi là cũng chưa có cơ duyên gặp ảnh, cũng chưa biết về ảnh luôn nữa, đỡ tìm ảnh. Vì em lúc đó biết chồng em là chưa biết tên tuổi, chưa biết quê quán mà làm sao em tìm được ảnh. Thế lại xong rồi 4 năm sau, năm 2018 là em mới gặp, 19 là mới gặp ảnh trên Facebook. 2022 là em lại gặp ảnh một lần nữa là trên Facebook truyền thông lại đưa tin về ảnh nữa. Là lúc đó đưa tin là ảnh đã là một chàng trai bước qua khoảng thời gian mệt mỏi đó rồi, là chàng trai truyền nghị lực Tô Đình Khánh. Viết tên là Tô Đình Khánh, TikToker. Em mới là đích thân em đi tạo một cái nick TikTok để em tìm cho bạn được ảnh. Nhưng mà em nhắn tin là em cũng là người nhắn tin trực tiếp, là khi biết ảnh gặp lại ảnh là em vội vàng em là để em nhắn tin cho bạn được. Nhưng mà TikTok thì không cho em trả lời qua lại với nhau. Thì em không biết sao thì em phải vào Facebook em kiểu kiếm cho bạn được chồng mình. Xong rồi em phải tìm tên Tô Đình Khánh thử có ra không, nhưng vô tình lại hiện anh lên, lại hiện cái nick Facebook của anh lên. Cuối cùng em suy nghĩ là bây giờ
nhiều năm rồi sau cái hình ảnh xuất hiện mà mình muốn nhắn quên cái... được ha. Dạ, ví dụ mình muốn nhắn là mình xúc động quá, mình vui quá vì là gặp lại anh sau nhiều năm, nhiều năm mình chờ. Xong rồi em mới nhắn cho anh cái tin là cảm ơn anh đã cho em gặp lại anh sau khoảng thời gian dài như vậy á. Rồi chúng em cũng chỉ là động viên anh đỡ anh phải vui vẻ lên rồi cứ là như vậy thôi. Em nhắn xong rồi em lại một tin thôi. Cái lúc đầu tiên là em nhắn xong em làm xó. Em bảo là không biết là mình có nên nhắn hay không. Thì nhưng mà cuối cùng vẫn nhắn. Em gửi đây xong rồi em nằm em chờ phản hồi của vậy chồng em. Dạ. Bao tôi... lâu Khánh mới phản hồi? Dạ sáng hôm sau vợ. Dạ, tối hôm đó là đúng là ngày Chủ nhật. Em đi làm về là hôm sau em được nghỉ. Nghỉ cả ngày. Tối hôm đó trời mưa là em về em... vừa mưa là em ướt hết cả người luôn. Em về em mở Facebook lên nghỉ vô tình cũng như cô sợ cô đơn lướt Facebook thôi thì bắt gặp chồng là em nhắn nằm cả đêm em nằm em thao thức em chờ. Dạ, hôm sau là chồng em phản hồi là rồi chồng nhắn cái gì? Dạ thì cũng nhắn giống như là chào em rồi anh cảm ơn em rồi đã nhắn tin cho anh thì anh cảm ơn em rồi những cái lời động viên của em cũng như là một người bạn, hai người bạn bình thường. Sau đó hai đứa nói chuyện em cũng nhắn tin cũng ít chứ không có nhiều thì nhắn qua nhắn lại xong rồi bắt đầu nói nhiều hơn. Nhưng mà lúc đó em có nói cho Khánh biết là em đã theo dõi Khánh 4 năm nay không, tức là chờ đợi cái sự gặp lại là cả 4 năm nay rồi không? Dạ có tin nhắn đầu tiên em đã nói là trời em cảm ơn thầm cảm ơn trời cho em gặp lại anh bao nhiêu năm rồi em mới gặp lại anh nên là trời ơi. Dạ. Lúc đó Khánh sao Khánh xúc động lúc không đó trời? Với em thì lúc đó em hàng ngày đều check những cái tin nhắn chờ bởi vì em có rất là nhiều những người mến mộ họ nhìn thấy cái nghị lực của em á thì họ sẽ cần đến em đôi lúc họ cần cái sự động viên thì em cũng thỉnh thoảng check thì em check trong cái đó thì có tin nhắn của vợ em thì vô tình em đọc được thì em cảm thấy nó khác biệt so với những cái tin nhắn của những người khác thì những người khác thường thường họ sẽ là cần ở chỗ em một cái gì động lực để mang đến cho họ thì ngược lại thì em đọc được cái tin nhắn của vợ em thì lúc đó bạn nhắn một tin rất là dài. Đầu tiên ấn tượng là cái bức thư rất là dài thì mình thấy là một cô gái mà gửi cho mình thế này thì mình thấy cũng xúc động. Thì em đọc được bạn ấy bảo là em đã gặp anh từ năm 2019 nhưng là do một lần tình cờ mà lửa chén xong mất đi thông tin của anh không biết làm sao để tìm anh á thì sau 4 năm làm việc tại Nhật thì vô tình lại hôm nay thấy lại clip của anh em rất là vui và xúc động. Mình cảm thấy cái thể hiện cái sự xúc động của bạn ấy trong từng dòng tin nhắn ấy, thì mình thấy là mình tự nhiên có một cô gái đang viết một tin nhắn rất là xúc động cho mình. Thì tụi em cũng bắt đầu từ đó là em trả lời rồi bọn em cũng trò chuyện qua lại thì cũng hỏi thăm sức khỏe của em bạn ở bên Nhật như nào rồi mình cũng lúc đó em không biết là bạn ở Nhật đâu. Lúc đó em hỏi là em hiện tại ở đâu rồi hiện tại làm công việc gì đó thì đầu tiên là cảm ơn rồi xong mình hỏi đó thì vợ mà lúc đó là em ở xa lắm anh ơi thì em mới hỏi là ở xa là đâu em thì bạn bảo là em ở Nhật Bản thì anh bảo là vậy thì khi nào có dịp về Việt Nam thì có thể là ghé Sài Gòn chơi hoặc gì đó thì anh em mình làm bạn. Đó, thì thực sự cũng lúc đó em cũng không có nghĩ là mình sẽ ngỏ lời hay là mình thích bạn này đâu. Có nghĩa là mình chỉ là một người giống như là bạn vợ em ấy, đang là mến mộ em thôi. Thì em cũng không dám nghĩ nhiều thì mình cứ... mời cái về là của về luôn. Dạ thì trong thời gian nói chuyện với nhau thì bạn cũng có những cái nỗi buồn, cũng có những cái tổn thương đó, thì hai đứa kiểu đồng cảm được với nhau. Thế là cùng nhau chia sẻ đâu đó 2 tháng á thì bạn mới nói vợ em mới nói là em Tết này cũng muốn về Việt Nam để ăn Tết rồi có gì rồi em sẽ thăm anh luôn thì mình cũng mừng là có thể sẽ gặp được vợ đó, lúc đó cũng không nghĩ gì thì sau cách 1 tháng quen từ tháng 3 đến tháng 4 rồi đến giữa tháng 4 là bạn bắt đầu quyết định là em sẽ về Việt Nam luôn. Thì lúc đó em cũng không biết sao mà giống như kiểu là không biết ai bật đèn xanh hết nhưng mà lúc đó em cảm thấy em thích vợ em. Xong rồi là cái hôm mà em đến gõ cửa thăm nhà là lúc đó là em đã về ở chung nhà rồi là về được bao lâu rồi? Dạ em về được lúc đó. Ủa em cái lúc mà anh tới gõ cửa thăm nhà là mới em mới về đó đúng không? Dạ. Tại vì là đúng rồi. Tháng năm là vợ em đầu bay từ Nhật Bản về Việt Nam sau đó chỉ về nhà thăm nhà một tuần thôi. Sau đó vào trong thành phố Hồ Chí Minh rồi bắt đầu là em sắp xếp cho làm việc cho em luôn. Có nghĩa là em kiểu như muốn tạo điều kiện cho để hai đứa tìm hiểu á. Thì trước khi mà về Việt Nam á thì em có nói chuyện với Thương, lúc đó hai đứa nói chuyện 2 tháng cũng có sự tìm hiểu với nhau á. Thì em nói là bây giờ em cứ về đi, nếu mà em cảm thấy là đồng hành được với anh á thì em cứ, tại vì em cứ chia sẻ với vợ là anh đã thất bại trong mối tình cũ là do cái sự
không đồng ý của gia đình. Thành ra em muốn nói với vợ em là nếu như em thực sự muốn tìm hiểu anh hay là muốn đến với một người như anh ấy, thì em hỏi ý kiến gia đình xem thế nào. Nếu trường hợp mà gia đình em mà không phản đối hay là chấp nhận cho mình quen nhau thì anh mới dám đến hay là gì đó với em. Để là mình không muốn, thực sự lúc đó em trải qua những cái mà cuộc tình trước rồi. Em không muốn đau thêm một lần. Đúng rồi, em không muốn, và không muốn mất thời gian của mình vào một cái lỡ một lần nữa. Thì em mới nói thì vợ em rất là, gọi là em đánh giá được vợ em rất là mạnh mẽ luôn. Thì lúc đó em nói chuyện với vợ thì vợ mới nói là em gọi về cho mẹ. Thì cái này em nghĩ là chắc vợ em kể rất là sẽ tốt hơn. Sao thương? Dạ. Dạ. Thì như lúc mà vợ chồng em tìm hiểu nhau á, thời gian mà hai đứa nói chuyện ở bên Nhật Bản thì cũng qua lại nói chuyện, thì em cũng không biết là anh bị tổn thương trong cái mối tình trước là vì gia đình cấm cản. Sau đó một thời gian nói chuyện thì em mới hỏi là, anh mới hỏi em là có yêu chưa, thì em bảo là chưa. Lúc đó em thật sự là mấy năm trời ở bên đó là em không có quen. Xong rồi em mới bảo em chưa. À hỏi ảnh thì anh quen, anh có người yêu chưa. Thì em cũng vô tình thấy trên Facebook của ảnh là có người chị bạn gái của ảnh vẫn có ở trên xuất hiện trên đó. Thì anh bảo là anh thất bại trong mối tình đó, tại vì gia đình cấm cản không cho anh. Anh cũng sẽ bước tiếp tới mối tình khác cũng sẽ như vậy. Tại vì có thể là người phụ nữ đó mạnh mẽ, yêu anh thật sự, nhưng mà gia đình thì không cho phép. Thì nếu mà sau này người nào bước tới, người ta cũng phải vượt qua điều đó. Thì em nghĩ là sau đó em nghĩ chồng em thì em nghĩ là nếu mà em muốn tìm hiểu chồng em thì em cũng phải nói điều đó với gia đình. Em nghĩ là em đánh tiếng với mẹ em trước. Tại em bảo là em không có nói thẳng với mẹ, nhưng mà em gọi từ bên Nhật Bản về thì em có nói là mẹ, nếu mà mẹ có con gái thì có người yêu như vậy đó, thì mẹ ở vị trí của mẹ, mẹ có đồng ý cho con gái của mình quen một người như vậy hay không. Mẹ em thì kiểu giống như là khi em nói ra những vấn đề đó thì mẹ em kiểu sẽ nghi ngờ, bảo là chắc là con mình có quen ai như vậy hết. Xong rồi mẹ em im lặng, mẹ em không có nói. Mẹ em hỏi là sao lại hỏi như vậy, là ai quen, thì ông bảo là con chỉ hỏi ví dụ là mẹ có con gái thì mẹ có chấp nhận hay không. Thì mẹ không trả lời. Thì mẹ em tới 2 ngày sau mẹ em mới trả lời cho em. Mẹ nói là phải là con quen hay không đó. Nếu mà con quen thì con phải nói với mẹ, chứ con không được giấu. Nếu mà thật sự con quen thì con hãy nói thử mẹ xử lý như thế nào. Chứ còn nếu là mẹ, con gái mẹ, mẹ không đồng ý. Là cuối cùng mẹ có đồng ý không? Dạ có. Thì đương nhiên phải đồng ý rồi. Thì muốn hỏi là cái ngày mà hôm em đưa Khánh về gặp mẹ, gặp gia đình em á, thì cái ngày hôm đó như thế nào? Dạ, thì lúc em về Việt Nam thì cả anh chị em đều biết hết rồi. Em nói hết. Thì đúng rồi, nhưng mà ý là cái ngày đầu tiên mà Khánh về gặp mẹ. Dạ. Thì hôm là đó em đưa ra Khánh làm sao về gặp mẹ? Dạ. Mẹ em thì ở xa, ở Bình Định, không có thể gặp. Dẫn anh Khánh về gặp thì em dẫn chồng của em về nhà chị gái ở Gia Lai thì nó thuận tiện hơn. Sau đó mẹ em phải từ dưới quê là đi bắt xe lên thăm thăm chồng em. Rồi sao? Rồi cái hôm đó rồi. Sao? Hôm đó Khánh kể coi, Khánh kể. Thì khi mà vợ em chia sẻ em với tất cả mọi người trong gia đình á, lúc đó đặc biệt là mẹ, thì khi mà mẹ cho phép tụi em tìm hiểu nhau á, có nghĩa là em rất là vui. Rồi đến cái ngày mà thương vợ em dẫn em về nhà chị hai để gặp anh chị, rồi gặp mẹ của thương vào từ Bình Định vào, thì lúc đó em rất là sợ. Có nghĩa là mình sợ là, tại vì đôi khi là có thể nói thì mọi người có thể là chấp nhận được, nhưng khi mình sợ là em chỉ sợ khi nhìn trực tiếp mình rồi đối diện á. Dạ, em rất là lo. Từ cái hôm mà bắt đầu lên xe từ Sài Gòn rồi lên Gia Lai đó, cả đêm đó em rất là hồi hộp luôn. Thì vợ không sao đâu anh, cứ cố gắng thôi. Thì ngay từ rồi thương cũng nói là anh hai rất là khó nữa, đến lúc đó em càng lại lo, lại sợ hơn nữa. Thì em mới bảo thôi bây giờ cố gắng thôi, bây giờ mình không đối diện thì chắc chắn là không biết khi nào, chắc chắn mình phải đối diện thôi. Thì khi đó em lên, thì lên đến Gia Lai là 4 giờ sáng, 4 giờ rưỡi thì đó là bắt đầu đến nhà được anh chị hai. Thì lúc đó trời đang gọi là mới sáng thôi, thì trời cũng mưa phùn phùn nữa. Thì em rất là vui khi mà anh hai chủ động đi đón, rồi chủ động đỡ em xuống xe, rồi chào hỏi em thấy cái sự gần gũi luôn. Thì lúc đó em tự nhiên em thấy mình nhẹ hơn. Đầu vào nhà rồi gặp anh chị thì anh chị cũng niềm nở, rồi hỏi thăm mình vậy đó. Thì em thấy là rất là gần gũi. Rồi từ đó em cảm thấy là tự tin ha, tự tin mình hơn. Tự tin. Cho đến lúc gặp mẹ thì sao?
Rồi đến trưa mẹ bắt đầu vào thì mẹ đến ôm em một cái. Vậy là quá xúc động rồi. Em nghĩ là thật ra là trước đó là Thương cũng đã cho xem hình, cho xem clip của Khánh rồi đúng không? Thật ra là Khánh cũng có rất là nhiều video clip lan tỏa trên mạng. Còn còn cái ngày đầu tiên mà em gặp chồng em khi em về Việt Nam á, thì cảm xúc em sao? Đấy, lần đầu tiên em về gặp chồng em á, thì tự nhiên em không biết sao em tới em ôm chồng em, xong em vuốt mặt chồng em, xong em cảm thấy trời, mình không có sợ, mình không có dị nghị gì về cái hình ảnh này, mà mình thấy chồng mình gần gũi mà thấy thân thương liền đúng không? Xong rồi em thấy nó rất là bình thường, tại vì nhiều người người ta sẽ nghĩ là bước xuống đó nhìn thấy chồng mình như vậy là mình sẽ bị coi như lúc em là con gái bình thường mà kiểu trẻ trung nữa thì sẽ bị xấu hổ, nhưng mà em không có thấy gì xấu hổ hết. Em thấy thương. Còn Khánh thì sao? Anh thấy là em rất là xúc động. Dạ, bởi vì là khi mà Thương về Việt Nam á, Thương bảo là từ khi mà Thương đi á, không ai đưa Thương đi hết. Chỉ có là Thương rất là thèm cái cảnh được gia đình của mình đón, và gia đình của mình đón trở về á. Lúc đó em bảo là thôi, em cứ về đi, anh sẽ đi đón em. Thương cứ sợ em là không đi được rồi phiền như nào đó thì em không biết, nhưng mà lúc đó Thương xuống sân bay là em chủ động em ra đón. Thì em mua một bó hoa, em cũng đứng đợi, rồi em bước đến cái Thương ôm em cái là tự nhiên mình chưa kịp nói gì hết, chỉ đưa hoa rồi Thương ôm vợ em ôm cái là hai đứa em dẫn vợ em về luôn. Đã coi như lúc đó là nhập làm một rồi đó. Nó coi như là nó là từ gọi là giống như từ trong chắc có lẽ là đặt để từ kiếp trước rồi, tức là giống như là sắp đặt á, số là phận sắp đặt hết rồi. Sau cái ôm đó là đưa về nhà làm nhân viên không, luôn đó, không ạ? Mời về nhà làm nhân viên em luôn. Chỉ Thương ở lại nó chơi với em 2 ngày. Lúc đó em chưa dẫn về nhà đâu. Thì bọn em cũng đi cà phê rồi đi ăn, rồi bắt đầu sáng mai là Thương về thẳng Bình Định. Về gặp mẹ, xong rồi một tuần sau là quay trở lại vô là, với em là ở nhà em luôn. Nó không, em thuê cho một cái phòng trọ cũng gần em. Nói chung là em gọi là em sắp đặt làm sao đó để thuận tiện nhất để em với bạn Thương có thể gần nhau rồi tìm hiểu nhau rồi đó. Rồi em có nói thôi bây giờ em vào em làm cho anh luôn. Em làm cho em thì nói chung là tháng đầu tiên thì vẫn cứ như trả kiểu lương. Là trả lương có là nhân viên đàng hoàng, có nghĩa là đúng lúc đi làm là 7-8 giờ phải có mặt, rồi 12 giờ mới được nghỉ, rồi về ăn cơm 1 giờ phải qua làm. Đó kiểu như vẫn cứ là giữ một cái khoảng cách giữa là nhân viên và đấy thôi. Ủa rồi cái lúc mà anh tới anh gõ cửa đó là lúc đó là trả nhà trọ chưa? Lúc đó là chưa luôn. Nói chung là lúc đó chưa trả, nhưng mà vẫn ở bên chỗ nhà nhiều hơn. Lúc đó thì bọn em cũng kiểu là xin phép mẹ rồi, nói là bây giờ tụi con cũng muốn tìm hiểu sau khi mà gặp ở Gia Lai rồi á, thì em có hỏi là giờ cũng gặp mặt rồi thì cũng nói chuyện với mẹ, thì mẹ cũng đồng ý. Lúc đó mẹ nói là giờ bác không cấm cản hai con, chỉ mong hai con yêu thương nhau rồi chăm sóc nhau thôi, còn chuyện như là đấy là quyết định của hai đứa. Thì ngay từ lúc đó là bọn em quay trở lại Sài Gòn, bắt đầu là em rồi mẹ cũng xuống, mẹ cũng xuống cùng, rồi em dẫn đi khám. Lúc đó xuống thuận lợi luôn tiện đi khám, rồi em cũng dẫn đi, rồi em cũng muốn thể hiện một cách nào đó mình có thể lo được cho bác được. Thì em dẫn đi rồi hôm đó về nói chuyện với ba mẹ em nữa, thì hai gia đình nói chuyện với nhau thì mẹ cũng đồng ý cho bọn em qua lại. Thì từ đó đến giờ là cũng 7 tháng rồi nhà. Từ lúc là Thương từ Nhật Bản về đến đây, có nghĩa là tụi em sống bắt đầu chuyển qua sống bên nhà của của Khánh á, là bao lâu thì mới kết hôn? Từ tháng tháng 6 đến tháng 7. Dạ, đúng là một tháng. Một tháng. Dạ, đến tháng 8 tụi em đi thiện nguyện thì bọn em vô tình biết là có em bé. Có nghĩa là chú với cô cũng sống thử với nhau rồi đấy. Dạ, đúng rồi. Đấy là sau là các cô chú mới là làm đám cưới đấy. Tại vì khi mà em có nói chuyện với vợ và nói chuyện với cả mẹ cùng vợ nữa thì lúc đó hai gia đình em cũng rất là lo về vấn đề, ví dụ hai đứa mà có lấy nhau được thì không biết chuyện con cái như nào đó, thì bắt đầu là em cũng chia sẻ thẳng thắn là cũng không biết sau này chuyện con cái nó có đủ duyên hay không. Thì cũng nói thì được gia đình, đặc biệt là vợ cũng không có suy nghĩ về nhiều vấn đề đấy. Rồi mẹ vợ cũng vậy, cũng thôi nếu mà có thì tốt, mà không có thì không sao hết. Đó thì từ đó là bọn em muốn là làm sao đó, em muốn chắc chắn là mình có hay không.
Đấy, em cũng rất là sợ là ví dụ lấy rồi về không có con cũng rất là tội cho vợ luôn. Dạ. Thật ra nghe thế em kể thì cuối cùng thì gớm con nhanh quá cơ. Hay nè. Em có nhớ trước khi mà kết thúc cái chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà anh có chúc hai vợ chồng không? Anh có chúc em không? Nhớ. Thành ra em mới nhắn tin cho anh đó, cái hôm mà em bảo anh tin vui đó. Em thì đây là có bằng tốt nghiệp ông mụ là cũng lâu rồi, cách đây 10 năm rồi. Cái bằng hồi bữa hôm nay là mới có thêm cái bằng ông bói nữa. Ông mụ là 10 năm nay rồi. Hỏi gì? Thật ra là anh cũng khá là bất ngờ khi nhận được cái tin đó của em mà sau đó là nhận được một cái tiệc cưới của em. Tại vì anh nghĩ tại anh thấy nó quá nhanh. Anh thấy nó quá nhanh và anh nghĩ là nó phải thêm một thời gian nữa. Nhưng mà thôi, hôm nay thì mới biết tại sao là hai anh chị lại nhanh đến như thế. Không? Nhưng mà anh sau đó thì anh có theo dõi một số thông tin và anh cũng nhìn thấy một số video clip về những cái hình ảnh mà hai vợ chồng đi thử đồ cưới. Đúng rồi. Đúng không? Thì hôm nay anh gặp hai vợ chồng thì anh muốn hỏi hai đứa là cái cảm xúc của hai vợ chồng, cái phút giây mà đi chọn đồ cưới. Mặc đồ cưới đó. Chứ. Chọn đi chọn đồ cưới, chọn quần áo rồi đó, đi rồi. Và sau đó là mặc cái bộ đồ cô dâu chú rể thì những cảm xúc đó là nó như thế nào? Khi mà em quyết định tổ chức ngày cưới, bọn em đi thử đồ cưới thì em xúc động. Cứ mỗi lần em nhìn thấy vợ em mặc đồ về cưới là em xúc động. Em không tin là đến ngày hôm nay mình có thể là có vợ được. Hay nhiều khi em xúc động và nhiều khi nhìn mình thấy là vợ như công chúa luôn á. Mình thấy là tại sao mình, mà em tự hỏi mình là một tại sao mình lại có thể lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy, dễ thương như vậy. Xinh đẹp. Rồi mình kiểu như là mình bị hút hồn bởi vì cái vẻ đẹp khi nhìn thấy người vợ của mình đang mặc váy cưới. Mà đẹp mà đẹp trong khe. Đẹp như thế. Phúc hậu hiền hậu vậy đó. Vậy là em là may em mắn biết sao không? Em bác... chắc cũng là con của quan chức ở đâu trên trời. Thiệt. Chị biết không? Tại sao mà em hỏi như vậy là bởi vì cái video clip mà hai bạn thử đồ cưới á, nó được lan tỏa rất là mạnh. Với một cái lượt chia sẻ đâu là mấy ngàn đúng không? Và TikTok cái lượt TikTok rồi Reel, Facebook rất là mạnh. Thì qua video clip đó thì có rất là nhiều những comment mà tích cực, giống như là bạn hãy cứ tin. Đúng rồi. Hãy cứ tin rằng tình yêu là nó không có một sự phân biệt nào cả. Chúng ta cứ yêu, cứ đến với nhau và sẽ thành đôi. Đúng rồi. Đó là cái comment mà anh đọc được. Nói chung là khi mà em chia sẻ cái thông tin em lấy vợ thì, và đặc biệt là em rất là đặc biệt nữa, khi mà vợ em mặc đồ cho em, mặc áo vest cho em, đặc biệt là em lại không có quần. Kiểu như là bình thường các chú rể khác thì sẽ có áo sơ mi, áo vest rồi có quần tây này, nhưng em thì chỉ có thuê một cái áo vest thôi. Đó, thì khi vợ em mặc cho em, vợ em ngồi xuống rồi chỉnh cho em thì thực sự là em thấy một cái gì đó nó lan tỏa rất là mạnh, bởi vì là trên cuộc đời này rất là ít mình có thể là mình đôi khi họ mọi người thì là nó như là câu chuyện cổ tích thôi, không có thật ở ngoài đời. Nhưng mà khi một người phụ nữ rất là xinh đẹp mà còn trẻ tuổi lấy một người không có chân như em thì thực sự nó rất là đặc biệt nữa. Thành ra là mình giống như mình lan tỏa là câu chuyện tình cảm cho mọi người tin thêm về tình yêu. Thì đó, nói chung là như một câu chuyện cổ tích vậy đó. Bởi vậy người ta mới nói là khi mà con người ta sống mà phải có tình yêu. Vì tình yêu nó sẽ gọi là đúng đúng nghĩa là chắp cánh đó. Thì chắp cánh cho mình có thể bay lên cao rồi có thể làm được tất cả mọi thứ mình muốn. Vấn đề ở đây là mình chọn lựa như thế nào để mà mình có được cái hạnh phúc viên mãn của mình. Đó thì tụi em đã gọi là đã làm được cái điều đó đó. Chọn lựa hạnh phúc, chọn lựa yêu thương đó, đúng không? Đó. Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương. Thế rồi hôm nay là hạnh phúc với các bạn, có được là nhờ là hạnh phúc là lựa chọn. Rồi đẹp quá, mối tình này đẹp quá, không có muốn qua cái trang 2 đó. Nghe nhưng nè, mà giờ thương không... á, cái bạn thương nè, cái lúc mà em đến á, đến gõ cửa là chỉ là mới là người yêu thôi. Chị bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Còn bây giờ bạn ấy đang có em bé cho nên bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Hai cái nét đẹp nó khác khác nhau. Nhưng mà nói chung là đẹp. Là rất đẹp. Thì bởi vậy bây giờ chị nói thiệt với em là không muốn hỏi phần 2. Chị không muốn hỏi phần 2. Nhưng mà không được chị ơi. Nhưng mà không hỏi phần 2 á là chương trình họ không có phát lương cho mình. Đúng. Thằng Khánh nó như thế nào đi nữa, nó cũng phải có tật xấu. Cho nên là phải có cái phần 2 đó, gọi là chương 2. Và sau khi mà bước chân về với nhau, cởi bỏ cái áo cưới ra để khoác vào tấm áo một người vợ, một người chồng. Đúng rồi. Và sắp sửa là một người mẹ. Đó. Đó, thì là có phát hiện ra cái gọi là tật xấu của nhau. Tật xấu đi chị ơi, nó. Tật xấu đó. Xấu mà.
cho dù là có yêu thương, cho dù có hy sinh cỡ nào đi nữa, tôi không tin rằng là cô ấy là hoàn hảo, không có tật xấu. Đúng không? Ủa là giờ em đang hỏi Thương hay là em đang hỏi Khánh? Hai đứa luôn. Đó. Giờ chị Khánh. Chị đang hỏi Thương về Khánh đó. Vậy hả? Rồi giúp em hỏi Khánh trước đi. Rồi đứa nào nói trước? Thương nói trước đi, người ta là phải nữ trước. Đúng rồi. Cho hai mẹ con nó nói trước. Nói về tật xấu thì như là nói mọi người nói không có thì cũng không đúng là chồng em cái đó với em không phải là tật xấu mà là khuyết điểm của anh. Tại vì anh bắt buộc không có đôi chân thì anh không thể làm những cái điều, những cái việc đó, ví dụ như là quần áo thì không thể bỏ gọn gàng ở một một chỗ được. Thì khi mà đi làm về vận động nhiều quá vết thương nó sẽ bị đau. Thì sẽ kiểu giống như là mệt quá không thể đi tắm nổi thì sẽ lùi tắm, thì đó kiểu như với gặp vợ chồng khác người đàn ông đó sẽ là tật xấu. Với chồng em đó là khuyết điểm. Với em cảm giác cái sự yêu thương của mình nhìn chồng mình nó nhiều quá nên mình nhìn đó là khuyết điểm. Chồng em thường như vậy. Chồng em thì không hút thuốc, không uống. Có ga lăng không? Dạ thì rất là ga lăng. Ga lăng thì chồng em là số 1 rồi. Lúc yêu ga lăng rồi lúc lấy nhau về còn ga lăng không? Dạ còn. Cũng kiểu quan tâm nhiều hơn. Chủ yếu là em không còn nhờ thì em cảm thấy là đối thì chồng em cũng có thể nấu ăn cho em luôn. Đi làm về anh cũng quán xíu người kia anh đi làm, anh lo cho gia đình, lo cho vợ xong rồi về nhà. Ví dụ em cảm thấy em ăn cơm sao anh có thể nhắc anh rửa chén cho em thì anh cũng tự động đi rửa. Đó. Thì hôm nay quá đi. Đang trời lạc đề luôn đang phần kia. Rồi nha, cái phần như là tính xấu mình làm trong chương trình khác, quên tính đẹp chứ tính tốt là mình làm trong chương trình khác. Còn đây là thời khắc đó, để mình khui những cái tật xấu của ổng. Chị biết nó lạc đề đó, bé Thương lạc đề mà tại vì nó dễ thương quá nên chị cứ để chị nghe vậy đó. Ha, chị cũng nhắc lạc đề cái em biết luôn, em cũng nghe luôn đó. Giờ chồng em được cái nữa là như hay nhõng nhẽo nữa. Trời ơi, giờ về là nhõng nhẽo kiểu giống là mệt lùi cái là bắt đầu giờ chứng lúc chưa men ghê lắm nhưng mà về tới nhà là bắt đầu nhõng nhẽo. Xong rồi nhõng nhẽo với vợ đó phải không? Xong rồi lùi tắm là bắt đầu bảo là vợ có thể lấy cái chăn không chứ giờ anh đi không nổi nữa rồi, anh không thể đi. Xong rồi bảo lấp liếm cái chuyện đó bằng việc là anh không thể làm được chứ không phải là giờ anh quá mệt rồi anh không thể trường đi nữa được rồi, em có thể giúp anh được không, là anh ở giờ anh nằm lại luôn. Em chịu không được, em chịu, em cũng phải chịu thôi. Em bắt buộc phải đi lấy canh lau cho chồng em. Rồi cho anh thoải mái hơn. Lúc thấy thương là mình phải đi lau. Rồi chồng giục thì về giường đó thì cũng bỏ lung tung đó thôi. Rồi em cũng phải đi lụm, rồi đi giặt cho ảnh thôi. Nhưng mà nói chung là bây giờ vợ đang có bầu rồi, giờ muốn làm biếng cũng đâu làm biếng được nữa. Đúng không? Đó. Thì giờ em có muốn chồng em thay đổi điều gì không? Có một điều là em muốn chồng em là không phải tới nỗi mà quan tâm bản thân mình nhiều hơn. Chồng em luôn có một điều là giống như là suy nghĩ cho gia đình, suy nghĩ cho những người xung quanh quá nhiều. Bỏ quên bản thân mình lúc có em về làm là vợ xong rồi bây giờ có cơ duyên có con. Anh cảm thấy anh nỗ lực nhiều hơn nữa. Mà lúc vết thương bị đau quá bảo anh nghĩ thì anh cũng không chịu nghĩ. Anh cứ cố gắng phải đi làm cho mình được. Về tới nhà nhiều khi trở trời thì cái vết thương nó bị da co giật. Anh cũng không bao giờ nói, anh im lặng. Xong rồi em rất là sợ là chồng em đã sức khỏe đã yếu rồi vì những cái lo toan đó mà chồng bị bệnh hay là gì đó em không thể nào mà chia sẻ cái nỗi đau đó được nên em muốn chồng em là chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Nói nữa em chỉ muốn nhìn thấy anh ở bên cạnh em thôi. Em có thể cùng anh cố gắng được, em luôn hài lòng. Em không phải là muốn cho vậy mình phải thật nhiều tiền, phải thật giàu có hay là cái gì hết. Em chỉ muốn chồng nhìn thấy chồng em mỗi ngày thôi. Em chỉ muốn bên cạnh anh, muốn được gặp anh, muốn anh khỏe thôi. Dạ. Em muốn chồng em thay đổi hay gì hết. Không. Cưng dễ sợ. Đang là sống mà khóc. Ra thì và em chia sẻ thì đôi khi kiểu như em một con người rất là
kiểu như là tham công tiếc việc ấy. Mình muốn làm để mình lo được cho gia đình. Và bản thân mình rồi, bây giờ có vợ, có con nữa, mình cũng lo nhiều hơn. Yeah, nên là nhiều khi mình ít dành thời gian cho vợ nhiều nữa. Nhưng mà nãy vợ nói cái đó là em thấy hợp lý không? Dạ có. Ừ. Thì yeah, đó người ta mong muốn vậy thì mình đáp ứng đi. Yeah. Đúng không? Yeah. Ừ. Ủa nhưng mà bây giờ là công việc của Khánh vẫn làm tại nhà chứ có làm ở đâu nữa không? À, nói chung là vẫn làm tại nhà. Tại nhà nhưng mà hiện nhưng tại mà cái đó là cái chỗ mà mình làm việc thôi. Không, bây giờ em mới chuyển sang một cái chỗ khác rồi. Ừ. Dạ, có nghĩa em bây giờ mà làm một chỗ và về ở một chỗ. Dạ. Làm một chỗ về một chỗ. Dạ. Gần không Khánh? Cũng gần ạ. Nói chung em đi qua tầm 5 phút thôi. Ừ. À, hiện tại bây giờ em mới vợ về ở với bố mẹ. Ừ. À, thì còn em thuê một cái văn phòng khác để mình làm việc ở đó. Nhưng mà Khánh hiểu không? Dù là nó gần thiệt nhưng dạ, nó vẫn là không phải là cái nhà của mình. Dạ. Nó vẫn là cái chỗ làm việc. Dạ. Thì mà tại vì vợ em rất là lo. Dạ. Đó. Nhưng mà bây giờ là Thương đâu có ra làm với chồng không? Dạ có, là em có làm không? Nhưng có mà dù giống như là vợ chồng em đi làm thì vẫn livestream nói livestream cả có ngày cả đêm. Chỉ như làm nhưng mà có đêm thì làm tới 10 giờ, 11 giờ. Bây giờ hiện tại bầu em cũng vẫn đi làm cùng chồng. Hôm nào em mệt quá thì em mới ở nhà. Hôm nào anh mệt thì em bảo ở nhà mà anh cũng không chịu. Nói chung là vợ làm em xót á. Dạ, vợ em xót á. Thà ví dụ em nói thì vợ sẽ không lo nhiều. Còn này là cứ em không nói, em chịu đựng á. Dạ. Nên là vợ rất là lo, rất là sợ. Tại tính em là mỗi khi em bị gì đó em ít khi chia sẻ cho người khác, sợ người khác lo lắng và buồn á. Mình cũng giống như là một cái điểm yếu của em. Mình lo cho người ta cuối cùng là để cho người ta lo lại cho mình á. Bây giờ tới Khánh đi. Đó, tới Khánh dạ, đi. Vợ Khánh có đi gì xấu không? Đó. Vợ em á. Thực ra vợ em điểm thì định nó mà hỏi á chị. Mà thấy nó không đẹp hỏi quá, mình đẹp không có quá luôn. Cái chương trình này nó ngộ lắm. Mình sai một miếng phọc mát là mình sẽ bị khiển trách rầy la. Cho nên là buộc lòng là mình phải hỏi thôi. Thôi gán đào bươi bới móc gì đó. Mấy cái thật xấu của vợ nó nói với em. Vợ em thì thực ra thì tụi em mới cưới nên cũng em chưa biết nhiều về tật xấu của vợ. Nhưng mà cái mà em cảm thấy vợ em có điểm đó là hay kiểu như là không có chịu ngủ sớm, hay rất là thức khuya. Rồi bắt đầu là nói thì không chịu nghe, có nghĩa là bảo đi ngủ sớm thì không chịu. Rồi sáng mai rồi dậy trễ, rồi đôi khi có những cái buổi đi làm lại không có đúng giờ, kiểu như là mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng vợ thì vẫn cứ ung dung, vẫn cứ là không có gọi là chịu follow theo mình ấy, kiểu như là không có sắp xếp được cái thời gian. Thí dụ là livestream đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, chuẩn bị xong hết rồi, dạ, mà chưa xuất hiện. em nói là ơi hôm nay là mình livestream vào 7 giờ này. Nhưng mà 6 giờ vẫn đang ngồi bấm, 6 rưỡi vẫn đang ngồi bấm điện thoại này. Rồi đến giờ live rồi vẫn chưa có gì gọi là sự chuẩn bị luôn đó. Đó, chỉ có như thế thôi. Còn vợ em thì rất là nói chung chỉnh chu từ cái bếp núc cho đến mọi thứ thì em thấy là chưa. Rồi cái đó là khen rồi đó, cái đó khen rồi, không cần khen. Bây giờ nó chứ phải hai chồng này đặt đề hoài à. Hình như nó mới coi chương trình này. Ý là cái phần đã nhất luôn á. Yeah. Mà nó nghe nè, cái lúc mà em like á, em thì quá quen rồi. Yeah. Em là chuyên nghiệp rồi mà vợ bắt đầu mới vô like phụ mình thì có hợp không? Dạ. Có khớp không hay là có những cái trục trặc gì không? Có những cái mà vợ em bị ảnh hưởng khi em hỏi, vì vợ em chưa quen với cái việc mà livestream bán hàng á. Em thì quen rồi thì không sao. Đôi khi là vợ em thì có những cái đôi khi bình luận không có hay hoặc những cái bình luận không tốt á. Rồi vợ em xúc động rồi lại khóc nhè luôn. Khóc nhè. Dạ. Rất hay khóc nhè. Dạ. Chịu không nổi. Dạ. Đọc không chịu nổi những đúng cái rồi. Comment nữa mà chê. Dạ. Là hay bị mọi người có những comment họ chê á, bắt đầu là khóc. Khóc tự nhiên khóc trên livestream vậy đó. Vậy cũng là thật xấu luôn. Yeah. Không chịu đựng nổi được áp lực của comment. Yeah. Cái đó cũng khuyết điểm chút xíu thôi. Yeah. Xíu. Nhưng mà giờ sao luôn? Giờ thay đổi chưa? Giờ thì không khóc ở đó, về nhà khóc. Một chút nữa gặp anh sẽ cho bí quyết vượt qua những comment tiêu cực người ta chê mình. Rồi Khánh có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em cũng muốn vợ em quan tâm sức khỏe mình nhiều hơn. Hiện tại bây giờ có con rồi, em cũng muốn là vợ đôi khi vợ em thấy em đi làm, em thấy vợ em mệt nhưng em nói thôi vợ ở nhà nghỉ đi, nhưng vợ em không chịu, kiểu như bắt buộc cứ phải muốn theo em vậy đó, phải ở bên cạnh phụ đó. Nhưng mà em thấy hiện tại thì thời điểm này cũng bầu bì rồi, em cũng muốn vợ nghỉ nhiều hơn, nhưng vợ em thì kiểu như cứng đầu ấy, không chịu đâu. Không chịu là giờ một mình anh đi thì sợ anh buồn.
Thấy anh đi làm mình, thấy em buồn, anh buồn em không muốn ở nhà mình. Thế vậy cứ mệt cũng muốn cứ đi theo vậy. Với lại chị, em 5 tháng là chắc rồi đúng không chị? Chắc rồi. Là đi tới đi lui nhiều khi khỏe bạn rồi đó. Dạ, dạ. Nhưng mà kiểu như là livestream nhiều khi mệt á. Thành ra là em muốn vợ nghỉ nhưng mà vợ không chịu. Đó, cứ bắt buộc nặng nặng đâu phải là em muốn đi cùng anh cơ. Tại vì lo cho em á, lo cho em. Ở nhà nó còn lo nhiều hơn. Khi ở bên cạnh á, mình cứ đúng nhìn rồi. Được đó là mình chắc ăn đúng không? Dạ. Chị thấy chuyện của tụi em giống như là chuyện cổ tích á, thật sự mà nói luôn á. Ha, hoàng tử gặp công chúa đó như cổ tích á, cái mối tình này nó rất là đẹp luôn. Thành ra chị cái biết là mong tụi em á giữ hoài cái tình yêu này. Chị muốn chúc cho tụi em là sức khỏe. Sức khỏe bình an. Ha, rồi mẹ tròn con vuông, đã biết trai gái chưa? Dạ, công chúa. Công chúa hả? Vậy là coi như thêm thằng con trai nữa là coi như là đủ, gọi là điểm 10 đó ha. Chúc, em chúc cho nó luôn. Năm sau chúc cái lần chúc trước luôn đi. Chúc trước thôi hay là thôi để nữa đi em chúc online tụi nó. Xong đi rồi bắt đầu mình chúc. Đó đúng không? Nghe. Rồi, cảm ơn tụi em rất là nhiều luôn. Dạ.